Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Giúp Mình Everyday. Ngày hôm qua thì mình có nói về Exo Zion, tuy nhiên thì ngày hôm nay mình có đọc một cái bài viết của Last Week Art, anh ta vẫn chia sẻ như này. Đây là một trong hai thẻ mà sắp tới sẽ ra mắt vào tháng 10. Thì mình nghĩ là cái thẻ thứ hai có thể là cái thông tin này, đó là con Electro Spirit. Nhưng mình sẽ làm rõ là cái thông tin số của nó nhé. Cái thông số này có một cái điều mình khá là phân vân, vì là mình vẫn không rõ về cái thông số của con này lắm. Các bạn để ý nhé, cái độ đen của nó là 159, nhưng mình xếp lại đã để mình so sánh với lại con Hashi Grip. Đây là hai cái thẻ mà đam của nó là 159, 132 RNAM máu, 190 trong khi Hitspoil của Hashi Grip là 278. Thì con này có thể là nó sẽ bị chết, máu của nó sẽ bị chết trước khi mà nó bị ra vào trụ. Tuy nhiên máu của nó thấp hơn với lại Hashi Grip. Tuy nhiên thì có một cái điều đó là mình không hiểu cái chỗ mà rare damage nó sẽ giống như kiểu của con Dan Bandit ấy, tức là rare rồi dash damage ấy. Cái biểu tượng này mình vẫn không hiểu cái thông tin của con này là như nào. Tất nhiên thì dòng rộng của nó sẽ là 2.5 bằng với là ICB rồi, tốc độ là very fast và target là air và ground. Thì chúng ta cùng chờ xem cái thông tin của con này nó sẽ như thế nào, bởi vì là mình vẫn chưa rõ được là rare dash damage nó sẽ giống kiểu như kiểu bandit, nhưng mà nó dash nó sẽ bài. Nếu mà con này mà line giữa bandit với ice grid thì thực sự nó có khá là thú vị, bởi vì nó có khả năng dash boost nữa, bởi cái máu của nó rất là thấp. Vì vậy là lý do tại sao mà máu của nó thấp hơn của ice grid đó chính là cái việc nó có dash boost. Hợp lý. Và mình nghĩ là cái thẻ này nó cũng khá là thú vị. Song song vào đó thì chúng ta ngày hôm qua thì mình cũng đã nói video về Electro Zion rồi. Electro Zion và Electro Spirit, hai cái thẻ này sẽ hai thẻ thuộc loại điện. Nó sẽ thay đổi lại meta, nó sẽ viết lại cái chơi của meta. Chứ nếu mà như này, các bạn biết meta bây giờ toàn thấy Bomb Tower, Royal Zion, Fisherman này mà rất nhiều con. Mình nghĩ Electro Spirit này sẽ kết hợp được với Hawk, sẽ kết hợp được với Sparky, hợp lý. Bởi vì là nếu mà kết hợp với Sparky mà chỉ một Ellie nó nhảy lên thì nó sẽ reset lại cái thẻ của Sparky, ví dụ như là Bandit chẳng hạn. Sparky sẽ có một hit của Bandit. Kết hợp với Sparky, các bạn với Sparky cũng là một tí lựa chọn thú vị. Đây là cái emulation của Royal của Electro Zion ngày hôm qua. Mình đã xem một chút trích dọc của Real. Chúng ta xem lại, rất ngầu, emulation rất ngầu. Vậy trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai thẻ Thunderclap coming, và trong tháng tới đó chính là Electro Zion và Electro Freeze. Chúng mình rất hào hứng và mong chờ cái hai thẻ này xuất hiện để nó thay đổi lại meta hiện tại meta chán quá. Ok, và see you, cảm ơn các bạn đã xem. Đây là thông tin về thẻ mới rồi, bye bye.